Chúng tôi đến làng Miêu Nha, Tây Mỗ, Hà Nội, đúng vào ngày cả làng chuẩn bị tổ chức lễ hội truyền thống, đồng thời kỷ niệm 1465 năm ngày thành lập nước Vạn Xuân. Đây là nơi có quần thể di tích, đình, đền, thờ vị anh hùng dân tộc Lý Nam Đế, người lập nên nhà nước Vạn Xuân và là hoàng đế đầu tiên của nước Việt. Làng Miêu Nha tên nôm là Làng Ngà, nay là một thôn của xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm. Xa xưa làng có tên là Do Nha, đến đầu triều vua Gia Long 1812-1819 mới đổi thành Miêu Nha. Hàng năm, hội làng Miêu Nha được mở vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, ngày thành lập nhà nước Vạn Xuân, và ngày tiệc 12 tháng 9 âm lịch, ngày sinh Lý Nam Đế, vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam. Thưa các cụ, là chúng ta cũng phải tự hào là làng chúng ta đấy là có 27 đạo sắc phong, và các triều đại phong nhà vua phong kiến ngày xưa đấy là phong cho làng ta, phong cho di tích làng ta, tức ngày xưa gọi là đình, bây giờ là di tích. Thế thì báo cáo với các cụ là đây là một cái tài sản rất là vô giá. Đây là ghi cái công trạng và ghi cái thành tích của một cái đình đã phụng thờ và tôn thờ một cách tôn nghiêm trang trọng. Những tấm sắc phong do nhà vua các triều đại phong kiến phong tặng và xếp hạng cho các vị thần được thờ cúng trong các đình làng, thành hoàng đã được làng còn giữ nguyên vẹn. Tấm sắc phong sớm nhất là năm Vĩnh Khánh thứ hai 1730. Đây là một loại cổ vật rất giá trị. Các sắc phong thần còn phản ánh quyền uy tối thượng của nhà vua. Nó thể hiện rằng nhà vua là con trời, xuống dân gian để cai quản con dân, nên không chỉ trị vì muôn dân trong thế giới trần tục mà còn cai quản cả thế giới thần linh. Cái lễ hội này thì nó có từ xa xưa, đến đời chúng tôi, năm nay tôi 71 tuổi nhưng mà tôi cũng không biết là có từ bao giờ, lớn lên đã có lễ hội rồi. Cái lễ hội này thì nên chúng tôi là ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng là ngày lễ hội truyền thống của làng. Có từ đời này qua đời khác, từ tổ tiên các cụ truyền lại. Ở đây là thờ tiền Lý Nam Đế, do đấy mà ở đây cái thứ nhất là làng tôi là không được ai được gọi là tên là cái gì động đến bí, lược bí thì gọi phải gọi là lược mau, quả bí thì gọi là quả bầu, phải kiêng cái này, kiêng kỵ cái này đấy. Thế tất cả những tên của Đức Thánh là cả làng là phải kiêng. Và thứ hai nữa là ở đây có một cái đặc điểm là ở đây chúng tôi thờ lục vị, cho nên mà chúng tôi tế là ở đây là tế Lâm Đài. Tất cả những thứ gì lễ vật dẫn thì đều dẫn 6 lục vị, tức là gì, là Đức Thánh 5 vị và phối thờ, thế còn Đức Thánh là 6 thì chúng tôi gọi là phối thờ. Đây là cụ Nguyễn Thế Luân, năm nay là 82 tuổi. Cụ đã phục vụ nhà thánh nhiều năm và những năm lễ hội là cụ thường thổi những cái ốc dân gian, thổi những cái ốc truyền thống như này. Trước hết là phụng thờ Đức Thánh, hai là để phục vụ cho việc tế lễ rước cho đường nhà thánh được tố hảo và trang trọng. Thì nhiều năm nay ơn nhờ Đức Thánh cụ được rất là khỏe mạnh, với tuổi cao như thế này mà thổi được những tiếng ốc như thế này thì cũng rất là quý hóa. Tiếng thổi ốc bắt đầu vang lên trong đình, cũng là lúc bắt đầu hội làng. Người dân trong làng, nhà nhà đang chuẩn bị một mâm xôi con gà dâng lên đình vào ngày hội làng. Chúng tôi có dịp ghé qua gia đình ông Trần Hữu Thường. Mọi người đang rôm rả, trò chuyện, kể lại những năm trước kia hội làng mình ra sao. Cứ đến hẹn lại lên đúng ngày 12 âm lịch. Gia đình nhà ông bà Trần Hữu Thường cũng như mọi người trong làng chuẩn bị vật phẩm dâng lên cúng thánh. Ở ngoài đình thì thật huyên náo, rất nhiều gia đình đến đây phụ giúp để làm lễ cho làng. Thường ở các làng có tục lệ, mỗi khi có hội đều mổ lợn, và làng Miêu Nha cũng vậy. Một con lợn to được mổ, thù lợn dâng lên cúng thánh. Lễ vật dâng cúng mỗi vị thần của mỗi làng đều khác nhau. Bởi vậy mới sinh ra hẻm tục của mỗi vị thần mà làng đang tôn thờ và đều được chép vào phần cuối của mỗi bản sự tích thần làng, còn gọi là ngọc phả, thần tích hay phả lục. Từ đó sinh ra tục lệ mỗi làng gọi chung là lệ làng, một thứ quy định có khi có văn bản, có khi không,
nhưng đều là những điều có giá trị bền vững. Trong đình các cụ cũng vẫn đang làm các thủ tục nghi lễ cho ngày hôm sau rước và tế. Việc phong mũ áo cho thánh cũng rất quan trọng. Trước tiên phải đốt trầm cho thơm quần áo, sau đó mới đưa vào cung cấm. Trong cung cấm không có đàn bà con gái được vào. Các cụ trong ban tế và ông thủ từ mới được vào sửa soạn. Ở nhà cũng đã chuẩn bị xong mâm lễ, các cụ cũng đã sửa soạn xong quần áo chỉnh tề để gia đình dân lễ và tham dự hội làng mình. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng ốc cũng đã thổi dồn dập. Các gia đình trong làng cũng đã lục tục kéo ra để dâng lễ và để dự hội làng. Ngoài đình cũng đã xong xuôi công việc chuẩn bị và cũng bắt đầu rước. Rước hay rước kiệu là một nghi lễ khi làng tổ chức vào đám mở hội làng. Lễ rước được thực hiện để di chuyển tượng thần hoặc thần vị từ nơi thờ tự về nơi mở hội. Lễ rước bao giờ cũng là lễ được tổ chức công phu, tốn kém nhưng lại hoành tráng nhất trong dịp làng vào đám và mang ý nghĩa thiêng liêng nhất, vì khi rước là khi thần thánh xuất cung đi duyệt thị và thăm thú làng quê nơi khu vực vị thần bảo hộ. Dân làng được chiêm ngưỡng tôn nhang mà không mấy ai trong làng lại có dịp được vào trong thần điện nhìn thấy. Trong lễ rước có nhạc cụ tấu bài nhạc lưu thủy hoặc ngũ đối, bên cạnh các nhóm múa xanh tiền và các đội múa rồng múa lân. Cứ đầu xuân là làng tôi mở hội để nhớ đến công lao của ông Thánh Bí Bí. Cho nên đầu xuân chúng tôi lúc nào cũng vui mừng để chào đón những ngày mở hội của làng. Cho nên cả làng lúc nào cũng náo nức để ra sân đình để đón ngày hội, để chúc cho lễ hội mà thành công tốt đẹp. Theo lưu truyền trong vùng, vào năm 545, khi trận tuyến chống quân xâm lược nhà Lương ở cửa sông Tô Lịch bị vỡ, Lý Nam Đế đã lui về làng Do Nha, nay là Miêu Nha, và được dân làng giúp đỡ. Sau khi Lý Nam Đế mất, dân làng tôn làm thành hoàng, lập đền thờ. Làng Miêu Nha 13 canh trụng bốn mùa đều xanh, lan hiến ruộng chờ sớm chiều chú quân, ngài đi đánh giặc bốn phương, dân yên nước mạnh xóm làng tươi vui. Lễ tế thần thực hiện ở làng thực chất là lễ cúng theo nghi thức long trọng, có cử hành âm nhạc của phường nhạc trong hành lễ. Lễ tế lớn, đại tế ở các làng gồm có lễ kỳ phúc về mùa xuân, lễ hiện hóa với các vị nhiên thần, lễ ngày thần đản, ngày sinh, thần kỵ, ngày mất với các vị nhân thần, và hơn cả là ngày lễ tuyên sắc phong của các vị hoàng đế. Đã có 3 nghi thức trở thành lệ. Lễ dâng hương là lễ dâng hương mở đầu vào cuộc tế thần. Đốt hương thường theo số lẻ từ 1 đến 3 hoặc 5 nén, đều là các số dương sinh. Lễ dâng rượu là sau khi hương được đốt lên, rượu được rót ra, khi ấy khói hương hơi rượu xông lên là biểu tượng nối âm với dương, thời điểm âm dương giao hòa, thánh thần xuất hiện. Đây là khi các hoạt động tâm linh bắt đầu và thực sự thiêng liêng. Một cuộc tế nghi thức được coi là hoành tráng thể hiện trong sự trưng bày bày biện các đồ tự khí như lỗ bộ, cờ lọng. Ngoài ra, nó còn long trọng ở sự hành tế, nghi thức lên xuống, diễn sướng của các thành phần ban tế, trong đó âm nhạc tế được dùng theo một quy chế nhất định, có thể thức với thiết chế lên âm xuống nhạc. Lên là khi dâng hương hiến lễ, xuống là trở về vị trí,
khi công việc hoàn thành. Theo lịch sử và thần phả lưu truyền, Lý Bí còn gọi là Lý Bôn, sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi, 503 tại ấp Thái Bình. Được Pháp Tổ Thiền Sư nuôi dưỡng, Lý Bí là người có chí khí và lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc trước cảnh lầm than của nhân dân dưới ách đô hộ của giặc ngoại xâm. Nơi đây là nơi Lý Bí hành quân qua, theo đường Cầu Giấy, Kẻ Vòng, Nhân Mỹ tới Cầu Ngà, đến Đồng Múa, rồi về ruộng chợ là điểm hội quân. Người phất cờ khởi nghĩa cùng nhân dân xuất quân để đánh đuổi giặc Lương. Sau khi đánh tan quân giặc, giành được độc lập tự do cho dân tộc, ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở miền cửa sông Tô Lịch, Hà Nội, xưng là Lý Nam Việt Đế, lập nên nhà nước độc lập đầu tiên, quốc hiệu là Vạn Xuân, có ý mong xã tắc lâu dài đến muôn đời. Đó là lần đầu tiên Việt Nam có hoàng đế và niên hiệu Thiên Đức, là niên hiệu riêng đầu tiên để chứng tỏ chúng ta đã giành lại độc lập từ tay triều đình phong kiến phương Bắc. Thời xưa có câu ca dao: Miêu nha ngọc mạch kết đồng, tình ông nghĩa cháu mặn nồng bao năm. Theo tục lệ, ngày mùng 10 tháng Giêng, đại diện quan viên ngọc mạch mang mâm chầu cau đặt trên hương án có tàn lọng tre khênh sang đình Miêu Nha. Ngày 12 tháng Giêng, đoàn rước gồm hơn 200 người với sư tử, rồng, cờ, tàn, tán, lọng, kiệu, long đỉnh, bát âm, bát biểu sang Miêu Nha, ngựa gỗ được kéo đi cùng. Cách đỉnh Miêu Nha khoảng 500 mét, sư tử, rồng múa vờn cùng tiếng trống dập dồn. Đoàn rước kiệu của Miêu Nha ra đón nhập cuộc, rồi rước lên miếu, sau quay về đỉnh. Chiếu hoa được trải để mời khách, nhạc bát âm rộn ràng, trống giao hảo của hai làng hòa nhịp. Lúc đến tiền chủ hậu khách, lúc về tiền khách hậu chủ. Văn tế trước ban thờ đọc: Mong cho nước thịnh, dân an, dân hai làng bình an vô sự, làm ăn phát đạt. Vào tháng sau, ngày mùng 10 tháng 2 và 12 tháng 2, làng Miêu Nha lại đưa lễ và rước kiệu sang Ngọc Mạch. Sân đình Ngọc Mạch còn tưng bừng hơn vì có tới 18 đoàn đại biểu cùng thờ Lý Lang ở sân Tây về dự. Cho hội có kéo co, chọi gà, đá bóng. Hội làng Miêu Nha cũng như nhiều hội làng khác vẫn giữ nguyên truyền thống, sức quấn hút, hấp dẫn, tương bừng nhất với những nghi thức tôn nghiêm và thuần Việt nối đời. Tế lễ, rước, trò vui và hát sướng. Mỗi khi về đây dự hội làng, ta sẽ hiểu thêm lịch sử của một làng cũng như một phần của lịch sử đất nước. Và hội làng là sự kết tinh của văn hóa Việt.